Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tức mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, huyện Quy Hợp đã tổ chức lễ hội Mường Ham năm 2014. Lễ hội Mường Ham mang đậm bản sắc văn hóa dân gian truyền thống của người dân đất Mường Khuổn Tinh, khởi nguồn từ huyền thoại chuyện tình Nang Ni Khuổn Tinh trong kho tàng văn hóa dân gian đồng bào dân tộc Thái miền Tây Nghệ An, cùng với truyền thuyết liên quan đến việc dựng bản lập Mường cuối thế kỷ 17 đánh đuổi giặc Xá. Phần lễ được tiến hành theo nghi thức tâm linh gồm lễ rước tạo nội, lễ khai quang, lễ cầu an được tổ chức tại đền Mường Ham. Phần hội với các hoạt động văn hóa văn nghệ thi đấu các môn thể thao truyền thống và hội thi viết chữ Thái hệ Lai Phao. Lễ hội được khôi phục thể theo nguyện vọng của người dân đất Mường là dịp để bà con dân tộc nơi đây cùng nhau ôn lại những truyền thống văn hóa lịch sử ra đời của bản Mường và sự phát triển đi lên của bà con dân tộc Thái trên vùng đất Châu Cường, huyện Quỳ Hợp nói riêng và vùng miền Tây Nghệ An nói chung.